Một giải pháp tối ưu cho việc phòng và trị bệnh trên cây trồng, giúp bảo vệ mùa màng của bạn khỏi các nấm bệnh và vi khuẩn xâm hại tới các chức năng của cây trồng, đặc biệt đảm bảo được năng suất cũng như chất lượng cây trồng. Vậy tại sao bạn lại không sử dụng ngay Famili Nusa 150SL? Đây là một loại sản phẩm nổi bật với một công thức kết hợp ba hợp chất mạnh mẽ, mang lại hiệu quả vượt trội trong việc kiểm soát các loại bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại gây ra trên chính cây trồng của bạn, ngăn ngừa và điều trị các triệu chứng như bệnh bạc lá, giúp lúa phát triển khỏe mạnh, giúp cải thiện chất lượng hạt lúa và tăng năng suất. Đặc biệt, có thể giải quyết các vấn đề héo xanh và thối nhũng trên cây bắp cải khỏi các vi khuẩn, giúp bảo vệ cà chua khỏi các loại bệnh đốm nâu, bảo vệ khỏi tình trạng thối do vi khuẩn gây ra, giúp điều trị và ngăn ngừa các tình trạng lét sẹo trên cây cam và cây quýt của quý bà con, giải quyết và hiệu quả tình trạng chết ẻo, bảo vệ cây trồng, ngăn ngừa được sự phát triển của đốm lá, khắc phục các tình trạng sơ đen trên mít, bảo vệ cây trồng khỏi các bệnh hại. Khi mà ta pha thì ta pha 20ml thuốc cho 20 lít nước hoặc sử dụng một chai 400ml cho 400 lít nước. Sử dụng lượng nước phun là 4-500 lít trên 1 hecta nên phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% để đạt được hiệu quả cao nhất nha quý bà con. Thời gian cách ly là 7 ngày sau khi phun. Quý bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin.